Quý vị đi mua hamburger. Bây giờ hơi Huy Hoàng Gia lái xe nè. Phải quay người chính chứ đeo về. Ok. Trên bầu trời đó. Đó, quý vị thấy chưa? Bữa nay là bắt đầu quay giữa máy bay dữ dội mùa Tết rồi đó. Đây, mấy khu nhà này là khu InSat đó quý vị, là khu mua nhà chung cư mua đó, dạ, mấy căn hộ đó, đúng rồi, người Việt Nam mình ở nhiều lắm, dạ, đậu đây đúng không? Đó, quý vị, ở đây là chợ cốp, thiếu gì chỗ nè, đó, thiếu gì chỗ, đó, đậu ở đây quý vị, sướng quá, vô đây liền, đó, mình nuôi đi, qua bên này sướng hơn. Trời ơi, qua bên này quý vị ơi, bên kia cũng có xe Audi nữa. Đó, nó tới là nó kêu đó quý vị ơi, không đóng cửa là nó kêu, không đeo dây cũng kêu. Đây, đây là chợ cóp đó quý vị, cóp này là cóp nhỏ. Bẹt khí bò xong, 3:30 mình phải đặt đồng hồ quý vị ơi. Đặt đồng hồ 3:30. Bữa nay là ngày 27. Mình đi làm phóng sự cho quý vị đây. Có cameraman, có người làm kỹ thuật nữa. Xong. Đưa dùng cái kép à, cảm ơn nha. Đi. Có gì đâu. Đời sống như thế này là thoải mái lắm quý vị ơi. Xong. Đúng, đây, cameraman đương quay đây, Huy Hoàng Gia ngồi trong xe đây. Con người ta đương đi chợ Tết này quý vị. Đúng. Đúng, đúng, đúng. Đúng, wow, biết xả nó thơm ghê quý vị ơi. Thơm lừng lừng. Rồi. Ok. Thơm lừng lừng, thôi không cần đâu, nói nhiều quá. Người ta đi xin. Ở đây cũng có những người họ cần làm từ thiện. Qua coi chừng trời nghe, ra bước ra đàng hoàng á. Tiếc không á. Đi. Wow. Wow. Quay lên bầu trời kìa, máy bay bay đầy kìa. Ôi trời ơi. Máy bay bay đầy quý vị ơi. Quay lên máy bay đó. Bữa nay là máy bay nhịp cầu hàng không á. Bây giờ nó nối lại được đó quý vị. Ở chỗ này mỗi Âu Châu á, mỗi ngày nó bay 60.000 chiếc đó quý vị. Hồi xưa đó mà không biết bây giờ bao nhiêu, mình chưa có đi vào để mà nghiên cứu. Đó, bây giờ bay chằng chịt đây. Đi đường này đây mình tới chỗ mà ăn ăn ngon vậy sao đây. Ôi trời ơi, đúng, cái này là mấy cái chung cư người Việt Nam mình mua nhiều lắm, ở đây giá phải chăng quý vị. Đúng, đúng, đây là con đường đi vào chỗ mà mua đồ ăn ngon. Cái này cái chung cư cho người dưỡng lão, có người phục vụ, quý vị thấy đàn hoa nhiều không? Đây, cái chỗ này là ngon này quý vị. Đó, quay đi. Dưỡng lão đó, dưỡng lão đó. Ở đây người già sung sướng lắm. Đây, quý vị thấy không? Đây, tên là Raka Burger. Cái chỗ này bán ăn ngon lắm, quý vị thấy không? Nước nước súp của nó ngon nè. Đó, nước sốt đó, mình kêu nước súp đó. Củ hành đỏ rồi đủ thứ. Đó, bán nước uống. Hàng ngày á, từ 11 giờ 14 giờ là ta bán phần buổi trưa, gọi là varidor luôn luôn 79 đồng.
Đó, còn nếu mà bán qua cái giờ này là trên 100 đồng là 10 đô. Dạ. Ở đây rất cả đây mà. Ok. Ok. Lần đầu tiên mình đi làm phóng sự rất cả. Sao không quay dưỡng lão? Đó, dưỡng lão bên này nè. Đây, tìm rất cả đó quý vị ơi. Đó, đây. Quý vị, tìm rất cả người ta đông quá, đông quá. Dần đông quá. À, mình phải quay cho biết là tiệm này đắt khách chứ. Ờ, mấy kia. Trời ơi, đông quá, đông quá. Và đông quá quý vị ơi. Đắt lắm. Đây, mấy chung cư đẹp của người mình mua đây quý vị. Đó. Quý vị nào muốn về Mánh Mờ thì cứ mua chung cư. Và cái nhà này đẹp quá chứ. Quý vị thấy không, cái chỗ này bán rất là tuyệt vời. Dạ, đó. Đông khách lắm. À, nó mở hồi năm 2019 vậy quý vị. Mới có 2 năm mà mình ăn được mấy lần rồi. Rất là ngon. Đó. Quá ngon, quá ngon. Quý vị thấy đông không? Đó, rất là tuyệt vời. Đúng. Rất là vui. Rất là đông. Đó. Đúng. Đúng. Quay dưỡng lão. Đây con đường đi rất đẹp quý vị ơi. Dạ. Mình thấy mình muốn vô quay nhưng mà thấy đông quá. Qua wow, buổi chiều á toàn là người năm tư ăn không á. Quá ngon mà. Quý là trời lạnh quý vị ơi, chợ cóp nè. Đây. Ồ lạnh quá. Mình phải vào xe quý vị ơi. Đó, người ta nhầy chung cư thấp đấy. Đây chiếc xe rất cả đưa hàng này quý vị. Công ty này đưa hàng có giao nè. Đó, nó nằm 2019 thì quý vị. Rất tiếc là nó không để số điện thoại, mình sẽ đưa lên sao cho quý vị. Đó, quý vị tới là điện thoại. Là quý vị cho biết địa chỉ tới Mánh Mờ thì điện ở đâu là nó đem tới cho quý vị. Người ta sẽ chuyên chở tới. Dạ, ví dụ mình đặt nhiều thì giá tiền bao nhiêu. Đó, qua wow. Chiếc xe này dài thì quý vị, Mercedes này quý vị. À, còn chiếc này là chiếc Audi. Dạ. Audi A5 quý vị, Audi Mánh Mờ này quý vị thấy không? Đó, A Huy Hoàng Gia đây. Dạ. Lạnh quá, lạnh quá. Quay, quay, quay chứ, bắn bắp đang lên. Xong, rồi. Ôi, ôi, ôi. Lạnh quá quý vị ơi, vừa vào vừa quay. Lạnh, ô, thơm mùi bít xả quá, ngon quá. Ôi, ôi, ôi. Đi ra đường ở ngoài nó trời có cái gì ơi. Quá wow, lạnh quá. Ôi trời ơi. Mở máy lên cho nó ấm quý vị ơi. Mình đóng cửa lại là cẩn thận. Ôi 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 à, đó à. Ôi trời. Cho nó nóng lên quý vị ơi. Đó à, quý vị thấy không, nó lên độ nóng nè. Bây giờ là 3 giờ mấy rồi. Wow, camera man quay lạnh quá. Mình đi vào xe quý vị ơi. Ây da, bật đèn cho nó sáng. Đó. Wow, lạnh quá hả. Mình đặt giờ đó quý vị. Đến nào là biển số lạnh quá. Nó nứt ra luôn nè quý vị. Ôi trời ơi, bây giờ đặt 3 giờ rưỡi. À, cái thành phố này có cái chợ mua bí giả. Nó có một cái tiệm bán máy tên là Egenten. Yeah. Mình có mua một cái máy quay phim ở đó luôn. Ôi à. Đó, chắc là à. Trời ơi. Mà mình vào thấy đông quá, 30-40 người á. Bây giờ cháu trong nhà nó đi quay bằng cái Samsung phóng sự sao. Dạ. Yeah. Yeah. Nên là bây giờ cái này mình đương đương làm phóng sự cho quý vị đây đó mà. Đó, Audi quý thầy thấy không? Ở trước có chiếc Audi cũng đèn sáng đó. Đó, ở đây dân nó cũng chạy đó. Audi với chợ BMW trước, BMW.
Có tiền bé em về đó quý vị. Ôi giời ơi, mình cũng pha đèn cho nó thấy mình sáng chứ. Ôi giời ơi, mình cũng pha đèn cho nó sáng chứ. Ôi giời. Cái này. Ôi giời ơi, hamburger. Vui quá, vui quá. Bữa nay mình trời lạnh mà đi làm phóng sự. Đây, hồi nãy mình vào cái tiệm pizza hồi nãy quý vị nhớ không? Đây, mình có lấy cái thực đơn nè. Đó gần luôn nè, 11 giờ đến 14 giờ quý vị. Có 85 đồng thôi. Pizza từ số 1 đến số 18. Đó, rồi mình được ăn mấy cái dĩa bán nữa. Rồi mấy cái bánh cuốn, rồi salad, rồi mình nhiều thứ thịt chiên nữa, mình muốn lựa gì lựa. Là cái món nào cũng 85 đồng thôi. Mở từ thứ hai thứ sáu 11 giờ đến 22 giờ khuya. Đó, còn lô thứ bảy chủ nhật thì 12 giờ đến 22 giờ. Wow, ngon lắm nè. Nó bán hamburger nữa quý vị. Đó, rồi bán những phần ăn cá chiên rồi đủ thứ nữa, cái gì cũng có. Nó mà ớt cay ngon lắm, tuyệt vời. Đó, quá ngon quý vị ơi, lạnh lắm. Thà tay cho nó đỡ nóng để vô đây. Rồi, phóng lại. So. Ôi, lạnh lắm quý vị ơi. Đó. Chiếc Audi hồi đó mình định mua chiếc màu trắng. Nhưng mà mình tới trễ, người ta mua chiếc trắng rồi, mình phải mua chiếc màu đen. Nhưng mà chiếc màu đen thì nó có vẻ là sang trọng một chút. Và chiếc đen nó bắt tiền hơn chiếc trắng. À, mấy bộ đồ vest cao vai rồi áo mà vest ba vest á màu đen nó cũng mắc tiền nữa, nó ít khi nó hạ. Áo khoác cũng vậy, màu đen là màu tuyệt vời, màu elegant, à, màu sang trọng, luxe cũng là loại sang, rồi classic cũng là loại sang. Nhạc á thì classic, còn mình mặc áo quần và sang trọng á, gọi là elegant. Còn nhà sang á, thì luxe. À. Xe cũng vậy, cũng là luxe. Yeah. Wow, đi vô ấm quá. Bữa nay mình thấy tinh thần phấn khởi. Mình cũng định ra trung tâm mà lạnh quá, giờ này đang lên rồi. Nhưng mà thôi, mình đi về mấy cái hướng... ngày xưa lấu cũ để mình tới mình ăn những món ngon. Ngon. Dạ, đây là chợ Cóp, hồi xưa là chợ Netto đó quý vị. Mình cũng thường xuyên 3-4 năm về trước cũng mua đồ ở đây rất là rẻ, mà có nhiều món mình thấy nó thích hợp với mình. Còn bây giờ chợ Cóp này nó mở thì nó hơi mắc một chút, nhưng mà nó không có nhiều đồ để cho mình lựa chọn. Đó, rồi cũng có cái ông đó, ông đứng hoài ở đây để mà ông nhờ sự giúp đỡ, ai tùy tâm cho đồ ăn thì ông lấy, cho tiền ông lấy. Yeah, đó, tội nghiệp ông. Ông là người nước ngoài á, mà mấy người mà vegan mà hồi xưa ở Ấn Độ đó, mình có thấy ông đi một nhóm của ông riêng nha. Mình cũng tùy tâm, nhưng mà vô tình á, mình đi ra trung tâm thành phố hồi nãy đó, mình thấy ông kéo đi một đoàn, tức là du mục của ông á, kẻ sách người mà mang á, là mình biết ông này thì cũng có tổ chức của ổng, cũng như là bên Pháp cũng có những tổ chức mà nó đưa người á, để rồi chiều nó đem nó lá Mercedes tới đón á quý vị. Cái này mình nói trong nhà nghe nha. Yeah, không phải là mình đi nói gì. Từ thiện, thiện nguyện, làm công việc giúp ngạt chứ không ai giúp nghèo. Mình cũng giúp mà giúp ngạt, chứ không phải giúp nghèo. Dạ. Yeah. Vì mình có tâm từ bi mà. Lắng nghe sự đau khổ để mà cứu khổ ban vui, thì mình cũng gặp được cả 10 tình trạng mà mình cảm thấy nó có đầy đủ ý nghĩa. Dạ, yeah, vâng. Yeah. Đây, xin giới thiệu quý vị. Nhà cao cửa lớn, mấy cái khu này là khu bà con mình đây. Đi mua chung cư để mà sống đây. Chờ đó. Mình ngồi ở đây để làm phóng sự. Còn cái chỗ góc kia đó là mình đi mua cái đồ ăn của năm tư, nó ngon lắm. Và khách nó đông chi lạ. Hồi nãy có nói với quý vị một câu đó,
ngon mà ở đâu xa mình cũng kiếm tới. Đó, có nhiều cái mà ở gần nhà mình mà nó không được ngon chứ không được làm có chất lượng cao chứ vệ sinh rồi mình biết, mấy nhất là mấy chỗ mà bán nhỏ nhỏ không đủ nước non rồi không có rửa củ hành salad đó. Nên mình ăn những chỗ nào mà mình đã ăn qua và biết là nó có hợp vệ sinh. Đó. Nên là bần cư náo thị vô nhân văn. Mình mà không có khá giả, mình ngồi á ở dưới chỗ náo thị thành phố cũng ai ở thăm mình, mà phú tạ sân trung dậu khách tầm, mình mà khá giả chứ không nói gì, giàu có mình ở trên núi cũng có người đến viếng mình. Cái đó là sự thật phũ phàng nhưng mình phải nói ra. Bây giờ mình cũng khô cổ, không biết bà cô Covid bà có ghé thăm mình hay không nữa, mình chưa biết đó quý vị ơi. Mình có vô cái tiệm bí xã hồi nãy, chứ là hồi nãy mình cũng lãng dẫn sơ sơ ở ngoài, nhưng mà hy vọng là bà Covid bà không có bay ra mấy cái chỗ mà lung tung lang tang nghe quý vị. Bây giờ mình đang làm chiếc xe nóng ấm á đó, để mà mình cho nó ấm. Hồi xưa mình mơ ước có cái con ngựa sát, mình cũng qua 10 con ngựa sát rồi, nhưng mà con này là lần đầu tiên thì cũng được, để trong cái tuổi mà trung niên của mình. Mình thuộc loại thập niên 60 mà 6X thì 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu thì vất vả về học hành cũng như là trong thời gian khó khăn chung. 20 năm đầu thì cũng có gì đặc biệt, 20 năm giữa thì cũng lao tâm lao lực, rồi bây giờ 2 năm cuối là bao đây đó. 60 năm cuộc đời, nhưng mà nếu mà qua được 60 thì cũng ngon. Rồi 70, 80, 5 năm, 6 tháng, 7 ngày. 50 năm thì tính 5 năm, tính năm này khỏe, năm sau chưa chắc khỏe. 6 tháng, 60 tuổi tính tháng, tháng này khỏe, tháng sau chưa chắc khỏe. 7 ngày, 70 tuổi thì ngày này còn khỏe, ngày sau chưa khỏe, còn 80 thì mình không dám nói. Đó, do đời sống của mình sống ra sao. Mình biết thức khuya dậy sớm quá thì tổn hao sức lực, ăn uống không bình thường thì không được khỏe mạnh thân tâm. Nên là mình biết tẩm bổ, biết ăn uống giữ gìn sức khỏe thì đời sống của mình do mình chứ không phải do trời ca nấy dạ. Sức khỏe là do mình, chứ không có ban phước giáng họa cho mình đâu, tự mình đem phước họa. Nghiệp là do mình tạo, chứ không phải nghiệp là ở đâu tới. Phước họa là do mình, chứ không phải do số. Không phải ai sinh ra cũng có số như dép dài người ta nói, nhưng mà cái đó là không phải, do mình. Mình ăn uống bình thường, biết món ăn nào bổ dưỡng cho thân tâm, cho sức khỏe. Mình phải luôn luôn uống những cái chất bổ dưỡng để mà mình nuôi cái thân của mình, rồi mình cũng sống tĩnh lặng để cho cái tâm tim mình nó không có làm việc nhiều. Nó điều mong ước ai cũng vậy, khi mà mình muốn mà lực bất tòng tâm, mình muốn làm gì đó mà sức khỏe không cho phép, tứ đại nó không cho phép, đất nước với lửa nó không cho phép, tâm thì muốn lắm nhưng mà tứ đại nó không cho phép. Đất nước gió lửa như mình đi muốn ra quay cho quý vị á, mà thời tiết nó lạnh quá, mặt trời không mọc, nó lạnh quá, tứ đại nó không cho phép. Đó, chứ không phải là mình muốn gì là mình làm được đâu. Hoàn cảnh cho phép, thiên thời địa lợi nhân hòa, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mình làm gì thì mình cứ mưu sự, nhưng mà thành hay không là do môi trường. Môi trường ở đây là đời sống, chứ không phải là do trời, do đất mà để mà mình được thành hay là không thành. Nên bữa nay sẵn dịp mình ngồi mình chờ cháu nó vào, nó lấy đồ, mình ngồi mình tâm sự quý vị. Tại vì mỗi lần đi ra là nó khó khăn, mà nhất là đi về mấy cái vùng mà cách chỗ mình ở 15 cây số. Nhưng mà ngon quá,
dù xa cho mấy đi nữa mình cũng phải ở đây đó, đi để mà thưởng thức cũng như về giới thiệu quý vị ngay lên chương trình liền, để quý vị phương xa nếu mà có đến trời Âu, Bắc Âu hay là quý vị nào ở ngoài mánh mờ đó, quý vị có vào thì quý vị biết chỗ nào ngon, rẻ thì không phải là vấn đề, miễn sao ngon là được rồi. Có ông không lo hết kiếp, khôn khôn dạ dạ chết xong đời, chi bằng láo láo lơ lơ vậy, ngủ ngủ ăn ăn, nói chuyện chơi hoặc mình đi du lịch chơi nếu mình có được điều kiện tốt. Quý vị có điều kiện mà ở bên quê hương Việt Nam hoặc là ở ngoài tỉnh mánh mờ thị điển, có dịp mà quý vị cũng nên đi vào miền Nam. Ở miền Nam này thì rất là nhiều thứ ăn của các nước đa sắc dân, pizza cá bập, hamburger, rồi gà ông gà chiên của Mỹ, rồi pizza Domino, rồi pizza Hut đó. Qua bây giờ thực khách nó ăn rồi nó đi về đông lắm, nhất là thanh niên bây giờ nó đương nghỉ học trong mùa Tết nè, nó đi ăn mấy cái món mà nó ưa thích đó. Nãy vô thấy đông lắm đó, mấy thanh niên vừa ăn vừa lấy Coca-Cola ra đó, quý vị thấy đó, nó đi đâu mình ngồi trong xe làm phóng sự. Vâng, đây cameraman, mình đi cũng phải có người cận sự nam cận sự nữ trợ giúp mình chứ, có thiện nam tín nữ đi theo chứ, người mà mình tin tưởng, có người thân cận với mình tốt. Đó, nên là sẵn đây mình gửi những hình ảnh mới nhất ở ngoài đường để làm phóng sự cho quý vị, chứ làm trong nhà mà không đổi cái không khí thì cũng thật là buồn. Cái ăn uống quanh quẩn qua bên cái nhà bếp với là phòng khách với cây cỏ hoa lá của mình, phải đi ra ngoài thiên nhiên để hửi không khí trong lành, quang hộp ánh nắng mặt trời để có nhiều vitamin D. Đấy. Đó, ở đây chiếc xe này, xe Nissan của Nhật. Ở đây có nhiều hãng xe, thành phố này cũng là thành phố lớn thứ ba. Đó, thì ở đây thì sầm uất. Mình chưa có đi đến mấy chỗ trung tâm thành phố, tại vì nó hơi phức tạp đông quá. Mình đi vòng đai bên ngoài. Mình cũng có may mắn là cũng được đi các nước Âu Châu. Mình đi qua Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, rồi đi qua Đức, qua Bỉ, Luxembourg, đi qua Geneva, Thụy Sĩ, đi tới Ba Lê. Nó có cái lịch sử của đất nước mình, Hiệp định Paris, rồi Hiệp định Geneva 54, Paris 73. Rồi mình cũng được đến Geneva, rồi mình cũng biết đi hết nước Pháp từ Nam chí Bắc. Đi Paris năm 87, rồi Lyon, Marseille, rồi đi vùng Bắc Pháp, các nhà thờ Amsterdam, dòng sông Seine. Mình cũng đất, nói chung là đất Pháp rất là thân thiện và gắn bó với mình. Mình gửi trái tim ở Paris cũng có bản nhạc hay lắm. Hồi xưa mình cũng nghe ông bà mình đi học và du học bên Ba Lê nhiều lắm. Qua đất Tây mong sang giàu nhưng buồn hiu, qua đất Tây mong sang giàu, qua đất Tây mong sang giàu nhưng buồn hiu. Đó, Chí Tâm có ca đó, Chí Tâm có tặng cho mình một cuốn băng cassette mà cách đây có thể là 30 mấy năm rồi. Đó, đó mình hay nghe cái đó, cuốn băng qua đất Tây mong sang giàu nhưng buồn hiu. Buồn và lạnh ở xứ người quý vị. Nó tới rồi. Cái người kỹ thuật tới bấm ở ngoài mà mình tới. Bây giờ mình bắt đầu lái đi lấy hamburger nữa quý vị. Đủ rồi chứ? Sao không đủ rồi? Mình về tới là mình làm phóng sự cho quý vị nha. Xong. Bắt đầu mình xe chuyển bánh, mình tiếp tục quay tiếp đến khi về nhà. Hết pin hết đồ cho quý vị thấy được cảnh như thế nào.
ở cái thành phố thân yêu của mình. Mình ở cái này là cuối thập niên 80, là mình cuối thập niên 80 là mình ở đây. Đó, cũng là đất khách quê người cũng gần 40 năm xa xứ rồi. Nhưng mà có cái sau gần 20 năm mình cũng về cố quốc, mình thăm lại quê hương dấu yêu của mình, quê cha đất tổ, con nhau cát rốn. Mình cũng được đi tới Sa Đéc, Đồng Tháp 10, mình đi Sóc Trăng, mình đi tới Bến Tre, rồi mình cũng được ra tới Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Thành, tất cả cũng hưởng những món đó. Được ở Vũng Tàu, Bà Rịa cũng được nhiều năm, nhiều tháng. Rồi mình cũng đi ra Huế, về Đà Nẵng, ghé Ngũ Hành Sơn. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chung chùa nhẹ rung, lắng nghe hoàn ái ôi. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, lắng nghe hồn ai với đây. Ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dân chánh. Đó, quý vị nào có dịp đi qua miền Trung, dừng chân để nghe tiếng chuông chùa. Mỗi đêm, mỗi sáng, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề xanh. Xa địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Lãng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Đó. À, tiếng chuông gắn bó với quê hương Việt Nam, với đồng bào, nói chung không phân biệt. Tiếng chuông buổi sáng được thỉnh lên. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thơ của Huyền Không. Người ơi tôi nhớ quê tôi, nhớ trăng giữa tháng, nhớ chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế âm thầm thế thôi. Thế rồi tôi bỏ quê tôi, chạy xa lộ quý vị, mô tô bê. Dạ, xa lộ. Wow, ở đây có nhiều người, lâu lâu nó cũng như chiếc xe, nó bốc lửa quý vị ơi. Từ từ, bốc lửa. Đó, bây giờ là thành phố là bị là mình đi ra ngoài vòng đai thành phố rồi. Đây là xa lộ không đèn. Rồi, ở đây cho chạy được 110, bắt đầu mình lên ga đây quý vị ơi. Mình chạy số 5 rồi bắt đầu số 6. Ở đây 90 quý vị ơi. Rồi, bây giờ nó phải lên số 6. Số 5, số 6 qua. Đi đường này bây giờ giờ cao điểm quý vị ơi, nhưng mà mình theo đuôi ta được. Quý thầy, quý vị thấy ở xa xa đó, đông xe lắm, nhưng mình sẽ đổ lin. Ồ, sao không có sao cả. Đây, mình đổ lin. Mình lái xe từ năm 1987 đến giờ quý vị ơi. Mình có lái bằng xe mô tô xích kèn nữa, mô tô ba nữa. Nạn phân khối. Đó, qua đất Tây mong sang giàu nhưng buồn hiu đó. Bây giờ mình thẳng xa lộ, cách đây 15 cây số quý vị. Mình đương đi trên xa lộ. Xa lộ này là xa lộ lớn đó, đi lên thành phố của đại học ở trên luôn đó. Nhưng mà mình sống gần thành phố đại học, luôn cách nhau cỡ 10 cây số. Đó, quý vị thấy không, bây giờ xe cộ đương trở ra khỏi thành phố đây. Đây là có đường ra khỏi thành phố, còn mình xíu nữa mình sẽ tách một con đường khác để đi vào chỗ an cư lạc nghiệp của mình. Mình bây giờ thì tạm thời cũng được an cư lạc nghiệp rồi. Không cần gì lo nữa. Có đức không sức mà ăn, có phần không cần gì lo. Mình đã được đến đây rồi, cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Bây giờ mình chạy 90 đi, cho mấy chiếc xe kia nó theo. Đó.
Bây giờ là bên này này là vào trung tâm Rút Single quý vị. Là chỗ này là trung tâm vườn hoa hồng đó. Rút Single là vườn hoa hồng hồi xưa. Bây giờ thì không còn nữa. Bây giờ toàn là những người Trung Đông ở với nhà thờ Hồi giáo. Có dịp đó, mình sẽ quay nhà thờ Hồi giáo cho quý vị coi. Rồi có nhiều đó. Cho mấy ông kia đi, đúng, cho người ta đi. Ở đây đó, bây giờ là thành phố, bên này là giải lầu quý vị. Giải lầu này gọi là quản lý trường thành cho sinh viên ở. Bây giờ quản lý trường thành nó có đặt đường vào mà. Nó gọi là Sina Mú Rèn đó quý vị. Quản lý trường thành, bây giờ mình đi vào đường này. Về hem thôi dịch quý vị, bu tá phả. Đó. Nó đặt cái nhà này là nhà quản lý trường thành, gọi là Sina Mú Rèn. Vâng, bây giờ đường đi vào ngõ tẻ. Từ từ, mình giảm tốc độ 50, quay cái bảng 50, mình xuống liền. Tại vì đường bây giờ tiết nó đương ra mới vừa tan mấy ngày này, Noel năm nay rất là tuyệt vời. Đó, quý vị thấy tiết trắng ở bên đường không? Tuyệt vời. Đó, đường thì vẫn khô ráo mà hai bên đường vẫn còn tuyết rơi. Mình phải chờ chiếc xe này xong rồi từ từ mình đi ra, không có sao cả. Ai non nóng thì non nóng. Mình đi ra, mình nhấn ga, bắt đầu mình đổi lin. Đây, hồi xưa ở đây là sân bay quý vị. Năm 70 năm trước, ở đây là chỗ sân bay, nó còn để kỷ niệm. Đó, tuyệt vời không? Trước đàn đỏ, đàn xanh, đàn màu. Mình mang kiến màu thì mình thấy cuộc đời nó màu, màu đỏ, màu xanh do mình, cặp kiến màu. Mình nhìn đời á, nó xanh, tại vì mình đeo kiến xanh, mình đeo màu đỏ thì nó đỏ, màu hồng là hồng. Cuộc đời vui hay buồn là do mình. Cuộc đời vui, cái cuộc đời buồn, buồn hay vui là do mình thấy vui hay mình thấy buồn, thế thôi. Người vui cũng vui theo, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mình vui thì cảnh nó cũng vui, mình buồn thì cảnh đâu có vui đâu. Đó, quý vị thấy xe tấp nập không? Đó, cái khúc này là khúc đơn giản thôi, nhưng mà giờ cao điểm. Dạ, bây giờ mới 16 giờ 16 phút, tức là 4 giờ 16 phút. Dạ, chiều, giờ này là bà con đi làm về, rẽ đi ra, người đi vào. Chạy ra khỏi thành phố chạy ra. Đó, bây giờ mình chạy qua ngang qua cái chỗ hãng xe mình mua chiếc xe này đó. Đó, chuẩn bị. Đây là đó, trường bay đó quý vị. Cái hồi xưa cái đó là cái điều khiển máy bay ha, lên xuống đó, radar đó. Còn trong này là cái chợ lớn của Đức. Đó, XXL nó mở đó. Nó bán đồ bàn ghế mắc tiền nhưng mà lâu lâu nó cũng hạ 70%, còn lại nó hạ 30. Đó. Hồi xưa y cái ở đây là sầm uất lắm. Dân mà thu nhập thấp á, người ta mới dọn nhà, người ta mua đồ y cái ở nó rẻ. Bây giờ y cái ở cũng có mở ở Việt Nam nữa. Bây giờ thì điển nó trồng cây mướn đất Việt Nam á, trồng rừng thông á, nó làm gỗ. Đó, đem về bán. Trong này là chỗ mình mua xe này quý vị. Sao không ai hả? Nói thằng Thành sao cô không chỉ? Đây, bây giờ mình đương đi hai bên hàng cây thông. Ở bên kia là xa lộ ngược dòng. Bên là đường tỉnh lộ. Hẳn Audi, Audi, quay đi Thành. Không ai cần đưa má mày đâu. Bấm chưa? Đó, hãng xe Volkswagen quý vị. Đi vô sửa xe rồi đây. Bên này là hai hàng thông. Đó, Volkswagen đấy quý vị. Đường này là đường tỉnh lộ Lan Ve đây. Chỉ 60 cây số một giờ thôi. Còn bên kia mặt sức kìa quý vị, thấy xe tấp nập đi đó. Trong thành phố chuẩn bị đi ra để mà nối tiếp xa lộ mà đi đó. Đây là cái này tỉnh lộ không đèn. Bên kia xa lộ không đèn.
đó, mấy nhà người ta công ty rồi người ta đương nghỉ làm đó, ở đây còn thưa thớt lắm. Đây chuẩn bị tới cây xăng, ok Uco. Yeah. Cây xăng này là người ta ngừng đổ xăng ăn uống đủ thứ, cà phê cà pháo đủ thứ. Cây xăng này bây giờ không mở nhiều nữa, mở tới 10 giờ đêm thôi đó, ốp bệt tiêu Sigofo thôi. Đây đèn xanh trên đường mình đi trở về đó, có ông này ông chạy kiểu gì đây, ông phóng qua khỏi đèn xanh đèn đỏ, mình phải chờ một chút xe buýt đó quý vị đó, Ben Stop chỗ mà trung tâm thương mại ở đây đó. Cây xăng bên này đẹp quá quý vị thấy chưa đó. Rồi bên này là một cái hàng chuẩn bị xí nữa tới nhà hàng của Tây Tạng. À, nhà hàng Tây Tạng. Một chút nữa là tới nhà hàng Tây Tạng. Và người mình là người Hoa, người làm chủ. Nhưng mà đặt Tây Tạng thôi, sang chủ rồi. Đây, trong hướng này đi vào là ăn buffet này quý vị. Đó, đây là sân vận động nhỏ. Bữa nay mấy em mấy cháu nó nghỉ hết rồi, không có bật đèn sáng lên. Đó, đây, Kiso, đó, xong. Mời, mình phải ngừng xe cho người đi đường qua. Còn không là mình sẽ bị bật phạt nặng ở đây. Hở cá là tiền. Đây, bắt đầu xi nhanh vào. Đó, đi qua công viên lớn. Cây cối, ngon lắm, qua wow, lớn rậm rạp lắm quý vị ơi. Ban ngày ở đây là công viên nè. Đó. Ở trong này là đó, bệnh viện tâm thần qua rồi. Bây giờ cho Duy Văn ở. Đây, hồi xưa là bệnh viện tâm thần cách đây 30-40 năm. Bây giờ là lấy cho Duy Văn tị nạn. À, Duy Văn của Syria người ta qua. Vâng. Đây, đây là công viên để cho bà con người ta đi.